Rồi xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video clip của cửa hàng Chân Cần Chân Cơm. Hôm nay mình vừa một về một lô máy, sẵn dịp quay giới thiệu cho quý khách hàng và anh em tham khảo luôn. Cái này thì vừa xuống xe, một lát nữa mình sẽ di chuyển giờ về trong kho ha. Rồi trước khi vào nội dung thì quý khách hàng anh em lưu ý địa chỉ bên mình là 118 ấp 12 Hội An, chợ mới An Giang. Số điện thoại là 0902 759924, rồi số chính mình dùng Zalo là 0976 450089, địa chỉ website là cửa hàng chuyên cần .com. Rồi thông tin như trên bảng, quý khách hàng và anh em nếu cần thêm thông tin gì hoặc là cần tư vấn thêm xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 450089. Rồi lô cưa này thì về nó cỡ chừng 35 con thôi, nó có máy cưa nòng đứng nhiều ha, và Singu, những con Singu hệ này thị trường ở trong miền Nam đang rất là ưa chuộng ha. Nó có Singu 35, 351, Singu có Singu lớn luôn, Singu 502, Singu 501. Rồi cưa nằm đứng thì nó có Sendewa 393, 394, 395 ha. Đây có một con gà 3500, con này còn quá đẹp luôn đây, máy là chưa có rửa luôn á. Rồi nó có Singu nồng đứng Sendewa 393, Singu máy nằm Echo 4000. V3501 3900, 3201, 3002 đủ cỡ hết. Lô máy này mình mua lựa điên một ngũ đen là máy cưa Echo và Sendewa nồng đứng và Singu máy nằm á, nên nó không có lộn xộn nhiều mô đen như là những cái lô lần trước, nên chỉ có 1-2 mẫu thôi nồng đứng. Lô này thì nó lọt nồng đứng nhiều hơn. Máy này là vừa xuống đây vừa có nửa gì hết á, nó sao còn yên vậy. Và một số cái mẫu tỉa cành, máy tỉa cành cây kiển hàng đầu này á, thì nó có nhiều mẫu ở trong này á. Cái này mình mua lô lộn xộn, nó có Austin, Kawasaki TG18, Makita, Sendewa, Komatsu, rồi có Echo luôn, đủ cỡ hết. Những con tỉa cành này thì giá trung bình nó là từ 1,3 triệu tới 1,8 triệu tùy mẫu. Lần này thì tỉa cành nó về nhiều hơn. Những lần trước thì tỉa cành cũng có nhiều khách hỏi nhưng mà mình hết hàng rồi. Này, mình nhập về yêu cầu của quý khách ạ. Thì tỉa cành đa số là nó còn đủ lưỡi liền rồi. Dây dây giật thử hơi mấy con cưa ông Quýt gì. Rồi bây giờ em sẽ giật thử hơi một số cái con cưa này ha. Này, nó còn hơi tốt hết á. Còn tốt hết, không có con nào đứng hết à. Em qua dãy đây. Rồi mình sẽ báo giá luôn là những cái con Sendewa 393, 394, 395. Mình cũng có báo giá trong những clip trước đó là giá nó sẽ dao động từ 3,2 triệu tới 3,4 triệu tùy mẫu là bánh xe 25 Latin nè. Rồi Echo 3,2 thì giá 1,8 triệu. Echo 3,5 triệu là giá nó 2,3 triệu. 3,9 triệu là 2,8 triệu. Echo 4,000, 4,4 triệu thì giá nó sẽ dao động từ 3,5 triệu tới 3,7 triệu tùy vào cái mẫu lam nữa.
Còn như mẫu single 3351 này giá nó sẽ dao động từ 2,5 triệu tới 2,8 triệu, tùy vào mẫu lam luôn ạ. Mình vừa báo giá sơ bộ những cái con cưa này ha, giờ tới cành lúc nãy mình cũng có báo luôn, giá sẽ dao động từ 1,3 triệu tới 1,8 triệu thì mẫu. Còn đây là hai cái con bơm nước, hai bơm nước mình mua lựa riêng, một con Mitsuge 182 và Honda 5HB. Hai con này máy bơm đều còn đẹp hết, này nó xài cái mẫu bơm tròn để mới luôn ha. Mẫu bơm tròn này thì nó có giá là cái mẫu bơm vuông dẹp à. Máy chưa rửa nhưng bên ngoài nó còn đẹp hết á. Mitsuge 182. Đây là Honda GX 140 5HB. Giá của con Honda 5HB này hiện sẽ cao hơn con đợt trước, con này giá là 3,4 triệu rồi. Rồi con này, con Mitsu này là giá 3,5 triệu rồi. Máy đẹp hết á. Không có con nào đứng hết thôi, hơi còn tốt hết. Vì lâu nay về hình lần này nó cũng có ít thôi, nó không có nhiều. Đi tập bao nhiêu đây thôi. Rồi quý khách hàng anh em có quan tâm xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại và Zalo 0976 450089 giùm em. Rồi anh em xin phép tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau ạ.